vay vốn ngân hàng vip bank cần điều kiện gì quy trình thủ tục và điều kiện vay vốn thu nhập ổn định không có tài sản thế chấp để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định là cơ sở để đảm bảo khả năng thanh toán nợ gốc và lãi định kỳ của khách hàng ngân hàng cho phép khách hàng chứng minh có thu nhập ổn định qua nhiều hình thức khác nhau tương ứng với những sản phẩm vay tín chấp riêng biệt tùy thuộc vào tình hình tài chính và đặc điểm cá nhân của mình khách hàng có thể lựa chọn hình thức chứng minh thu nhập phù hợp nhất không có nợ xấu nợ xấu là các khoản nợ bị nghi ngờ về khả năng trả nợ và khả năng thu hồi vốn được tính từ nhóm nợ thứ hai trở đi khi khách hàng nộp hồ sơ vay vốn ngân hàng sẽ kiểm tra lịch sử tín dụng của khách hàng từng rơi vào nợ xấu khiến uy tín tín dụng của khách hàng không cao các nguy cơ liên quan đến việc thanh toán rất dễ xảy ra dẫn đến hồ sơ vay sẽ bị từ chối ngay lập tức do đó để đáp ứng điều kiện vay vốn ngân hàng mà bạn đề nghị bạn cần đảm bảo không có nợ xấu, công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Đây là điều kiện để được ngân hàng cho vay vốn cá nhân nói chung. Bạn phải là công dân Việt Nam, cần thuộc độ tuổi lao động từ 18 đến 55 đối với nữ hoặc 60 đối với nam để đảm bảo khả năng chi trả nợ gốc và lãi định kỳ. Vay thế chấp là một hình thức vay vốn truyền thống và phổ biến trên thị trường. So với hình thức vay tín chấp, vay thế chấp có ưu điểm là khoản vay có tính an toàn và minh bạch hơn hạn mức vay cao phù hợp cho những mục đích tài chính chung và dài hạn đây cũng là sản phẩm vay vốn phù hợp cho cả đối tượng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp